Chào mọi người, hôm nay nói chuyện với mọi người về cái phòng và cấp cứu cái con chó nó bị sốc nhiệt. Thì mình sẽ nhấn mạnh vào cái phòng sốc nhiệt, phòng thì hơn chống. Và cái đặc điểm của con chó mà nếu mà nó sốc nhiệt đấy thì có thể dù chúng ta có cấp cứu, cứu được cái tính mạng con chó nhưng mà nó có những cái di chứng để lại. Thành ra mà nói tốt nhất là chúng ta phải phòng được cái sốc nhiệt. Thì với mỗi một cái giống chó ấy, cái sốc nhiệt nó cái điều kiện nó sẽ khác nhau. Với những cái giống chó mà nó có màu đen như Rottweiler chẳng hạn thì nó rất là dễ bị sốc nhiệt. Với các cái giống chó mõm ngắn, giả sử như là một số giống như là Bull Pháp này, các cái giống Bull nói chung là những cái giống mõm ngắn thì nó cũng dễ bị sốc nhiệt hơn là các giống mõm dài. Cái sốc nhiệt ở đây thì nó có chúng ta có thể hiểu là thường thường mọi người sẽ hiểu là cái sốc nhiệt đấy là cái nhiệt độ cao nó bị nóng quá nó bị sốc nhiệt. Nhưng cái sốc nhiệt nó có hai kiểu. Nó có thể là nóng quá, có thể là cái thay đổi nhiệt độ đột ngột. Ở giữa việc mà nó đang thì nóng nhưng mà nó không đến mức sốc nhiệt nhưng mà nó vào cái điều kiện nhiệt độ mà nó mát giảm tụt hẳn sau đấy nó lại quay ra cái nhiệt độ nóng. Thì nó cũng có thể nó gây ra cái tình trạng sốc nhiệt nha mọi người nhé, chứ không cứ là tức là cái sốc nhiệt nó y như sốc nhiệt ở người ấy, người ở trong phòng điều hòa để lạnh sâu mà ra bên ngoài cái nhiệt độ ngoài trời mà nó chênh lệch thì nó cũng gây ra cái tình trạng sốc nhiệt, thì ở con chó nó cũng y xì như vậy. Nhưng thường thường mà mọi người trước đây mọi người hay nói về cái sốc nhiệt ở con chó thì mọi người hay chia sẻ về cái việc là nó bị nắng chiếu, ok, nhưng mà rất nhiều người là chúng ta nuôi chó ở trong phòng, ở trong nhà và nó ở trong phòng điều hòa thì chúng ta phải lưu ý là sốc nhiệt không phải là chỉ có con chó nó bị nóng đâu, nó bị ở bên ngoài nắng chiếu vào, mà cái sốc nhiệt nó bao gồm cả cái trường hợp là cái chênh lệch nhiệt độ thì nó cũng tạo ra cái sốc nhiệt. Cái sốc nhiệt của cái chênh lệch nhiệt độ ấy thì nó sẽ gây con chó nó mệt mỏi thôi, chứ nó thường là nó sẽ không có nguy hiểm như là cái sốc nhiệt mà khi mà con chó nó bị quá nóng hoặc quá mệt. Thì cái phòng cái sốc nhiệt ở đây thì mình thứ nhất là mình sẽ nói với mọi người về cái những cái mà khả năng có thể sốc nhiệt nha, những cái khả năng để con chó có thể sốc nhiệt, mà nói về cái sốc nhiệt nắng thôi, sốc nhiệt mà bị nóng thì cái con chó mà màu nó càng sẫm màu thì nó càng dễ bị sốc nhiệt. Đó, như nói vừa rồi là màu đen này, giả sử như giống rốt màu đen nó bắt nắng rất là mạnh luôn. Cái thời gian của nó giả sử cùng ra nắng ấy, một con rốt này với một con béc dê với một con golden hoặc là con láp, là con golden con láp hay con béc dê là cái giải màu của nó là giải màu, một là màu vàng màu sáng, hoặc là cái con béc dê thì nó cũng là pha lẫn giữa màu vàng và màu đen. Thì mấy con mà cùng ra ngoài trời nắng thì con rốt nó sẽ bị sốc nhiệt nhanh hơn, nó nhanh bị sốc nhiệt hơn, bởi vì nó là màu mà màu đen của nó bắt nắng, nó nóng âm ở bên trong. Tức là mọi người mà dắt con chó ra bên ngoài trời nắng, mọi người sẽ thấy là sờ cái lông của nó nóng rát luôn. Nhưng khi mà con chó nó ra bên ngoài trời ấy, cái trời nóng ấy, thì ngoài cái việc ánh nắng nó chiếu vào, nó còn có cái nền bê tông ở bên dưới đó. Cái nền xi măng hầu như là chúng ta là nền xi măng rất nhiều chỗ chúng ta đường chúng ta đi rồi này kia, đường xi măng hoặc là đường đá, gọi là đường đá đường rải nhựa ấy, thì cái mặt đường nó rất là nóng, mặt sân nó rất là nóng, và cái con chó ngoài cái việc nó bị nắng chiếu vào người thì nó còn bị cái nắng ở cái gang bàn chân của con chó nữa. Gang bàn chân nó cũng là cái mà nó sẽ hút nhiệt kinh khủng khiếp. Rất nhiều người thì có thắc mắc là sao tôi dắt con chó ra bên ngoài có 15 phút nó đã bị sốc nhiệt rồi mà dắt nó đi. Mọi người trong cái trường hợp nếu mọi người hỏi như thế, mọi người khi dắt chó ra mọi người phải đi chân đất thì mọi người mới biết được là con chó khi mọi người dắt nó chỉ có 15 phút thôi hay 20 phút thôi, nhưng mà mọi người phải đi chân đất để cảm nhận được như là cái con chó nó bị nóng như thế nào. Từ cái dưới nền lên thì mọi người sẽ hiểu. Ngoài cái việc nắng nó chiếu vào, một là mặc bộ quần áo đen, hai nữa là đi chân đất thì sẽ biết được là con chó nó sẽ hấp thụ nhiệt kinh khủng như thế nào ở cái thời tiết nắng. Khi con chó ở trong chuồng ấy thì chúng ta chính là vì như thế, nhưng với những cái giống chó màu đen nhìn chung là chúng ta ở trong chuồng của chúng ta phải tránh cái ánh nắng nó chiếu vào.
tránh ánh nắng nó chiếu vào con chó, và tránh cái nhiệt độ ở trong cái chuồng nó quá cao, nó cái nhiệt không cần nắng chiếu vào, nhiệt độ ở trong chuồng quá cao nó cũng có thể nó gây sốc nhiệt, kiểu như là ngói bro ấy, nó nóng âm xuống hay nó nắng nó chiếu vào tường, và cái chuồng của con chó của chúng ta để sát tường, cái tường nó nóng nó như là một gọi là nó như là một cái hòn than, nó giữ nhiệt, nó nóng của nó âm, con chó thì nằm sát bên cạnh. Có thể là cái nền ở bên dưới của chúng ta thì lại nền ở trên nền xi măng. Cái chuồng của chúng ta có thể chúng ta sử dụng chuồng sắt, nó không thoát được đi đâu cả, nền xi măng nó cũng nóng, tường nó cũng nóng, thì con chó nó rất dễ bị sốc nhiệt. Thành ra là nếu mọi người nuôi chó ở bên ngoài thì mọi người nên chọn cái chỗ nào mà nó mát mẻ và nó không có nắng hắt vào tường, hay là hắt vào chỗ chúng nó sẽ chỉ đón nắng, tốt nhất là cái chuồng chó nó đón nắng buổi sáng tới chiếu xiên này thì ok, còn trưa với chiều nó hắt về mặt đằng kia, và cái mặt đằng kia của cái chuồng chó của chúng ta thì nó cũng đừng để nó nóng âm tường. Đó là cái vị trí mà chúng ta chọn để mà đặt cái chuồng con chó trong cái trường hợp mà chúng ta nuôi để con chó ở bên ngoài, để con chó ở bên ngoài nhà. Còn nếu mà chúng ta nuôi con chó ở trong nhà thì chúng ta cũng phải lưu ý những cái ngày nóng cao ấy, con chó nó đang ở trong điều hòa, mà điều hòa thì tốt nhất là cũng tốt cho sức khỏe của chúng ta, thì chúng ta nên để điều hòa ở cái mức khoảng tầm 25, 26, 27 độ thôi, 28 độ, chứ đừng có để ở mức điều hòa nó thấp quá. Điều hòa thấp quá người ra cũng có thể bị sốc nhiệt và chó ra cũng có thể bị sốc nhiệt. Tất nhiên là cái trường hợp sốc nhiệt nó đỡ nguy hiểm hơn, nhưng mà vài ngày liền thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến con chó, làm con chó nó mệt mỏi mà nó không rõ nguyên nhân, nó lý do tại sao. Nhưng mà mọi người quan trọng hơn là ở về cái vấn đề sốc nhiệt vì nhiệt độ, thì đó mình nói mọi người thế. Và cái cách phòng tránh là nó như thế nào? À, còn cái trường hợp sốc nhiệt nữa là có một cái anh ấy có nói lại với mình là buổi sáng sớm 5:30, 6 giờ sáng anh ấy dắt con chó của anh ấy đi chạy. Anh ấy đi xe đạp và con chó nó chạy theo, mà con chó nó cũng bị sốc nhiệt. Thì mọi người phải biết là gì, buổi sáng và những cái ngày nóng ở miền Bắc này, buổi sáng nó đã 32, 33 độ rồi. Khi con chó nó vận động thì cái nhiệt độ nó tăng cao. Nếu nó nằm yên một chỗ thì không sao, nhưng nó vận động nhiệt độ nó tăng cao mà nó phải cố chạy theo chủ nó, chủ nó đi xe đằng trước, thì nó cũng gây ra cái tình trạng sốc nhiệt bình thường. Cho nên là ngoài cái việc mà chúng ta phòng tránh cái về cái phòng sốc nhiệt ở đây, là chúng ta sẽ phòng, một là khi chúng ta không có mặt ở đấy thì cái chuồng của nó chúng ta sẽ phải làm như mình nói, là tránh cái nắng chiếu trực tiếp, nắng trưa nắng chiều, và tránh cái những cái bức tường, đặt chuồng chó ở gần những cái bức tường mà nó nóng âm, hoặc là mái bro. Nếu mà mọi người buộc là phải để con chó dưới chuồng mái bro thì tốt nhất mọi người nên vứt một cái gì đấy lên bên trên để cho nó giảm bớt cái nóng của cái mái nó ập xuống, bởi vì cái mái bro hay là cái bức tường ấy nó giống như là một cái hoàng than mà nó hấp thụ nhiệt rồi nó cứ giữ nguyên ở đấy. Đấy, mọi người hiểu thế, và nó ở gần cái hoàng than thì nó nóng lắm. Và các giống chó mà màu càng màu đen như rốt này, màu càng sẫm và mõm càng ngắn, cái mũi của nó càng ngắn thì nó càng dễ bị sốc nhiệt. Đó thì nói về cái phòng sốc nhiệt và cái biểu hiện của nó như thế nào để mà phòng ngừa cái sốc nhiệt nhé. Thì cái biểu hiện của nó này, với một cái con chó thực tế đây, Siro ngồi dậy đi. Chúng nó đang ngủ này, Siro ngồi dậy, ngồi lên. Đấy, nhờ cái mặt của Siro. Giả sử nhá, với một cái con chó như thế này, thì bình thường cái lưỡi này, Siro nè lưỡi đây anh xem nào. Đó, lưỡi nó bé tí tẹo teo, nó chỉ có 3 đầu ngón tay này thôi. Đó, dù là con chó nó to như thế này, mồm nó 4 đầu ngón tay thì cái lưỡi nó 3 đầu ngón tay thôi. Thì nếu mà khi con chó nó mệt ấy thì cái lưỡi nó sẽ to dần ra. Cái lưỡi nó là chính là một cách để con chó nó hạ nhiệt cơ thể. Khi không cần biết là ở cái điều kiện nào, có thể là chúng ta dắt con chó đi bộ, có thể chúng ta cho con chó chạy, có thể con chó nó nằm ở trong chuồng, con chó nó tự nô nghịch, bất kỳ một trường hợp nào. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn thấy cái lưỡi của con chó ấy mà nó to bằng cái mõm. Đây, giả sử luôn luôn là cái lưỡi của nó là nó sẽ bé hơn cái mõm nhé. Nhưng nếu mà cái lưỡi của nó mà nó to bằng cái mõm này là chúng ta phải điều chỉnh lại ngay. Nếu nó đang chơi, xì tốp lại, không cho chơi nữa. Xả nước vào chân nó, đó là cái cách để hạ nhiệt. Lấy nước này, xả vào chân này. Xả vào chân. Thì xả vào chân này, nó có cái gan bàn chân này. Nó là một cái chỗ hạ nhiệt này. Một là nước xả vào chân. Hai là nước xả vào bụng.
xả vào bên dưới bụng nha mọi người nha, chứ mọi người xả lên trên lưng này thì nó cái về cái sự giải quyết của nó là có thể nó làm cho cái không được cái mong muốn của chúng ta. Một là chúng ta sẽ xả chân, hai là chúng ta xả bụng, xả nước mát, và chúng ta sẽ phải dừng lại cái việc mà một là có thể chúng ta cho con chó nó đi, đang đi thì chúng ta phải dừng, chúng ta phải cho nó vào chỗ râm mát hay là có cái ao thì cho nó xuống cái ao, nếu mà chúng ta đi ra ngoài lấy nước mà té bụng cho nó theo kiểu như thế, cho nó ra nó đứng ở chỗ nền đất chứ không phải là nền xi măng, nền đường đá, đó là cái cách để hạ nhiệt nhanh cho con chó. Nếu mà chúng ta mà đang cho con chó chơi thì chúng ta chơi tự do nó cũng có thể nó gây ra sốc nhiệt nha, con chó nó ham quá thì chúng ta cũng phải dừng cái chơi của nó lại, xả cho nó, hay là chúng ta đang cái con chó nó đang ở trong chuồng đi, hay là nó ở cái chỗ nhốt mà chúng ta thấy cái tình trạng như thế thì chúng ta phải xử lý ngay, xả chân, xả bụng, xả nước vào chân, xả nước vào bụng, rồi chúng ta điều tiết cái chỗ ở của con chó. Bởi vì cái mình đang nói lúc trước là cái chỗ ở của con chó là nó phải là cái chỗ không được gần những cái nguồn nóng như vậy. Thì trong cái trường hợp mà thấy chúng ta thấy cái lưỡi của nó, cái biểu hiện của nó rất là đơn giản, là thấy cái lưỡi của nó to. Cái lưỡi của con chó nó to, nó thè ra này, khi mà nó bị nóng ấy, cái lưỡi của nó to, nó thè ra thì chúng ta phải dừng. Kể cả là cái nhiệt độ nó không phải nó rất là nóng đâu. Có thể là nó chỉ 3 2 3 3 34 độ thôi. Nhưng nếu mà chúng ta để cho con chó nó vận động liên tục, nó cũng mệt, cơ thể nó tỏa ra nhiệt, nó cũng có thể gây ra sốc nhiệt nha mọi người nha, chứ không phải là cứ phải nắng chiếu vào hay này kia đâu. Nó và chúng ta để ý là chúng ta chỉ cần để ý mỗi cái lưỡi thôi. Là nếu mà cái lưỡi của nó mà to ra mà nó bằng cái mõm của nó là thôi rồi đấy, là buộc phải dừng lại và xử lý cấp cứu ngay. Và đấy là cũng là một cái biện pháp mà để chúng ta phòng, chứ còn khi mà con chó mà trong cái trường hợp cấp cứu ấy, đấy là cái cách phòng, một là những cái lưu ý và hai là cái cách xử lý mà khi con chó nó bị ra như thế. Còn khi ấy, mà con chó mà đã nằm nó ngất ra đấy rồi, nó lè lưỡi mà nó thở mà nó các cái biểu hiện của sốc nhiệt thì nó nhiều kiểu khác nhau lắm. Nó thở gấp rồi nó khẹt khẹt rồi có thể nó đã nằm yên nó, nhưng mà theo kiểu như là nó mơ màng, cái nhiệt độ cơ thể nó quá cao và nó gây ra nó như kiểu là người chúng ta bị sốt đấy, mọi người có thể hiểu là như thế, nó sốt cao quá, nó sốt mê man theo kiểu như vậy. Thì chúng ta cũng phải buộc một cách chung là chúng ta sẽ phải hạ nhiệt cho nó, là bằng cách là xả nước vào chân, xả nước vào bụng đó. Rồi sau khi xả nước vào chân, xả nước vào bụng rồi thì chúng ta mới xả người nó, xả người hoặc chúng ta lau mặt, hoặc lúc đấy chúng ta lấy cái khăn mát, chúng ta cho đá vào bên trong, chúng ta chườm thế này thế kia. Đá là để làm gì? Là để nó hạ nhiệt nhanh hơn thôi. Nhưng thực ra nó cũng không có hạ ngay được. Cái quan trọng nhất đấy là cái sự tiếp xúc của cái cơ thể của con chó này với cái nguồn mát. Là nếu mà chúng ta nó đang nằm ở trên cái nền nóng ấy thì chúng ta có xả kiểu rời nó cũng hạ nhiệt không thể tốt được, mà chúng ta phải cho nó vào cái chỗ nền mát rồi chúng ta xả thì nó sẽ là cái tác dụng hạ nhiệt nó là cao nhất. Cho nên là nếu mọi người mà đang đi ở trên nền trên giả sử mọi người dắt con chó ra ngoài chẳng hạn, mà đang ở trên cái nền là cái đường nhựa, đường bê tông, thì mọi người phải dắt nó vào cái chỗ nào đấy mà một là có bóng cây, có mái che, và tốt nhất là nó nền đất, bởi vì nền đất âm đất là nó mát nhất. Còn nếu mà ở trong nhà thì chúng ta cũng dễ dàng hơn, nếu mà nó bị ở trong chỗ chuồng ấy thì con chó nó đang ở nhà, nó ở chuồng nó phát hiện ra như thế thì có thể chúng ta bê nó vào trong nhà, vào hè, vào chỗ nào đấy mà nó có cái nền mát, nền đá hoa hay là gì đó, cái đó là cái mà nó sẽ giúp con chó nó hạ nhiệt nhanh nhất. Còn cái cấp cứu cho nó đây chỉ làm sao để mà cho nó hạ được cái nhiệt độ cơ thể, và sau đấy chúng ta sẽ gọi bác sĩ thú y để người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta những một số các loại thuốc cần, thuốc này thuốc kia. Còn thực ra bình thường mà nói là cái cấp cứu con chó nó sốc nhiệt đấy, hoàn toàn là chúng ta hạ cái nhiệt độ cho nó để cho nó về bình thường, rồi dần dần 1, 2, 3 ngày sau cơ thể con chó nó sẽ dần hồi phục lại. Nhưng mình nói là gì, là cái sốc nhiệt tốt nhất là chúng ta không nên để nó xảy ra, bởi vì trong cái thời gian mà cái nhiệt độ của con chó nó rất là cao khi mà nó bị sốc nhiệt đấy, tức là nó như là sốt mê man, thì nó có thể để lại di chứng, nó có thể làm tổn thương một số cái cơ quan nội tạng của con chó,
nó như kiểu nó bị nướng ở trong người, mọi người hiểu như thế, nó quá nóng thì nó có thể gây ra những cái tổn thương, hoặc là nó có thể gây ra những cái nguy hiểm như vỡ mạch máu hay là này kia, thì những cái trường hợp đấy thì là không cứu được rồi. Nhưng những cái trường hợp cứu được có thể con chó nó cũng để lại di chứng, thành ra là tốt nhất về cái sốc nhiệt mà nói là mọi người phải luôn luôn để ý cái lưỡi của con chó. Nếu mà chúng ta đi cùng với con chó, chúng ta cho nó đi bộ bình thường, có thể ngày mát mẻ, nó không phải ngày oi, chúng ta cho nó chạy 4-5 cây số, con chó nó vẫn ok. Nhưng nếu mà cái ngày nó oi bức kệ, vào mùa hè như ở miền Bắc này, ngày nó oi bức, hoặc là chúng ta đổi chỗ chạy bình thường, chúng ta chạy ở trên, con chó chạy ở đường trên nền đất, nền cỏ, mà chúng ta đổi ra cung đường khác, nền bê tông, nền nhựa, đường nhựa, thì có thể chúng ta cho nó chạy 1-2 cây số nó cũng đã có thể là bị sốc nhiệt rồi. Là cái đấy là mọi người phải nhìn ở con chó. Chứ thực sự mà nói là mình cũng thấy rất nhiều các cái video mà mọi người đăng lên là mọi người cho con chó chạy thể dục, nhưng thực sự mình nhìn mình rất là ghê. Khi mà mình nhìn thấy cái lưỡi của con chó nó to là mình nhìn mình rất ghê luôn, bởi vì cái đấy là nó tràn đến cái ranh giới đó. Cái ranh giới có thể gây ra cái tình trạng con chó nó bị sốc nhiệt. Nhưng mà cái đấy là nó là chạm đến ranh giới, và cái ranh giới đấy chúng ta nên có một cái khoảng, giả sử ok con chó lưỡi nó to bằng cái đầu của nó rồi, nhưng mà nó thở vẫn đều, nó vẫn cứ vận động được, tiếp thêm được, nhưng chúng ta nên cho nó dừng lại. Bởi vì có thể thêm nữa, có thể nó vẫn cứ tiếp tục và nó chạy hay nó đi được, nhưng cũng có thể thêm nữa vượt quá một cái ranh giới mong manh đấy thì nó sẽ phát sinh ra cái sốc nhiệt. Cho nên đấy mọi người, mình từ ngày mình nuôi chó đến giờ ấy là từ năm 2014, 7 năm nuôi chó, nuôi nhiều, 7 năm nuôi nhiều chó, và nuôi giống chó màu đen, là giống rốt, là giống rất là dễ sốc nhiệt. Nếu có nó chỉ sau giống bun pháp thôi, bun pháp là cái giống mà nó dễ sốc nhiệt hơn bởi vì mõm nó quá ngắn. Bun pháp hay là púp là mấy cái giống chó nhỏ, chó cảnh mấy cân ấy, mấy cân, 8-9 cân, 5-6-7, 8-9, 10 cân ấy, thì cái bọn rốt này có lẽ là nó sẽ chỉ sau mỗi cái bọn đấy thôi là về nó dễ bị sốc nhiệt. Nhưng 7 năm mình nuôi chó và mình nuôi rất nhiều chó, chưa bao giờ con chó của mình nó bị sốc nhiệt cả. Là bởi vì mình chỉ cần nhìn thấy cái lưỡi của nó đến một cái giới hạn nào đấy là mình sẽ phải xử lý ngay. Mình không thể để cái tình trạng mà nó tiếp tục nó chơi được. Chứ còn mình nói mọi người là khi con chó nó chơi ấy, nó ham, nó tự chơi, nó lưỡi nó to đùng ra, nó thở khe 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 khe, nó vẫn cứ thích chơi, bởi vì nó vẫn chơi tiếp được mọi người nhá. Còn nhưng nếu mà chúng ta mà để cho nó chơi tiếp thì nó có thể nó vượt qua một cái ranh giới mong manh kia thì nó có thể nó sẽ bị sốc nhiệt ngay, nó ảnh hưởng lâu dài con chó. Cho nên là tình trạng như thế là chúng ta phải dừng. Đấy là cái mà khi mà chúng ta mà có cái sự để ý với con chó của chúng ta thì sẽ không bao giờ chúng ta phải nghĩ đến cái chuyện là con chó nó bị sốc nhiệt, bởi vì chúng ta đã dừng lại cái việc đấy từ trước khi nó đạt đến cái ranh giới nó có thể bị rồi. Thì đấy mà chia sẻ với mọi người về cái chuyện sốc nhiệt, bởi vì là cũng hẹn với mọi người về cái chuyện này cũng lâu rồi, cũng nhiều người quan tâm về cái câu chuyện sốc nhiệt, bởi giống rốt này nó cũng bị sốc nhiệt nhiều. Thì chia sẻ với mọi người như thế. Đầu tiên đấy là chốt lại là về cái vị trí nuôi, mọi người phải tránh những cái chỗ là một là nắng chiều, nắng trưa, nắng chiều nó chiếu thẳng vào trong chuồng con chó, bởi vì nếu con chó nó không có chỗ nào né ấy, cái lông màu đen của con chó rốt nó rất là bắt nắng, nó bắt nhiệt và nó giữ nhiệt, nó có thể bị một là cái chỗ chuồng là cái hướng nắng, hai là cái vị trí chuồng là đừng có đặt nó ở gần những cái bức tường bắt nắng, hoặc là mái bro ở bên trên, mái nóng bro ở bên trên, thì chúng ta phải có những cái biện pháp để chúng ta hạn chế cái nhiệt. Và chúng ta nên là cái quạt nó không giải quyết được đâu nha mọi người nhá. Cái quạt mà nó thổi khí nóng vào thì nó còn quá tội không có quạt. Cho nên là không, cái quạt không giải quyết được đâu, mà chúng ta phải giải quyết những cái nguồn nóng ở bên cạnh nó. Một là cái bức tường bắt nắng, hai là cái mái bro bên trên, ba là nắng chiếu thẳng vào con chó, thì là ba cái đấy chúng ta phải tránh nó ra. Tránh như nào đấy thì mọi người sẽ điều tiết. Và khi mà trong cái trường hợp mà và trong cái trường hợp mà chúng ta cho con chó ra bên ngoài để vận động, cho con chó nó tự chơi, cho con chó đi bộ, cho con chó chạy, thì chúng ta phải lưu ý cái lưỡi của nó.
ở trong chuồng hay ở bên ngoài thì cái dấu hiệu để mà chúng ta hạn chế cái việc con chó nó bị sốc nhiệt đều là ở cái lưỡi của nó, nhìn cái lưỡi nó thở ấy. Với cái giống rốt này ấy, thì cái lưỡi bình thường nó chỉ ba đầu ngón tay này thôi, nó nhỏ hơn hẳn so với này cái mõm của nó. Nhưng nếu khi cái lưỡi nó bốn đầu ngón tay và nó thè ra dài cỡ như này là thôi xong rồi đấy, là lúc đấy nó buộc phải hạ nha mọi người nha. Nó thở thỉnh thoảng nó khó thở, nó khẹt 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 đấy. Đấy là cái, đấy là cái mà chúng ta phải dừng cái việc đi hay là gì đấy ngay lập tức, và chúng ta xả nước vào bốn chân cho nó, xả nước mát vào bốn chân, xả nước mát vào bụng, cách ly cái nguồn nhiệt ra, chứ không phải là vẫn đang đứng ở ngoài sân nắng nền nóng mà chúng ta xả thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Rồi sau đấy thì có thể chúng ta chườm khăn lạnh nước đá này kia, nhưng mà thực ra mà nói cái chúng ta chỉ cần xả nước thôi đã là đủ rồi, xả nước và cách cái nguồn nóng của nó ra và để cho nó hồi từ từ, chứ chúng ta cũng trong cái trường hợp nó sốc nhiệt, người nó mệt mỏi, nó theo kiểu như là nó sốt cao, nó mê man ấy, cái trong cái cơ thể nó rất là nóng thì nó như là một cái người sốt cao mê man, thì muốn hồi phục lại cũng phải từ từ chứ nó không thể ngay được. Chỉ cần làm sao mà cái điều tiết để cái nhiệt độ cơ thể nó giảm bớt thì cái lưỡi nó thở dần dần nó sẽ nhỏ lại thì là ok rồi. Đấy là đã xong cái việc của chúng ta cấp cứu cái sốc nhiệt, còn cái phần mà cần thuốc thang gì đấy sau đấy thì chúng ta phải hỏi bác sĩ thú y, bởi vì nó tùy từng con, nó xem nó như thế nào, nó ở đến đạt đến cái mức độ nào về câu chuyện về sau. Và nhưng mà tốt nhất là chúng ta đừng để đến cái câu chuyện về sau, mà chúng ta sẽ luôn luôn chúng ta để ý cái lưỡi con chó để chúng ta không phải nghĩ đến câu chuyện về sau, bởi vì như mình nói câu chuyện về sau nó có thể nó để lại di chứng và nó không kiểu gì hồi phục được đó. Cho nên là chúng ta chỉ cần nhớ, và thêm một cái nữa là những cái người mà nuôi chó ở trong nhà thì chúng ta cũng phải để ý hạn chế con chó đi ra đi vào nhiều, cái sự chênh lệch nhiệt độ nó đỡ nguy hiểm hơn thôi, chứ còn cái sự chênh lệch nhiệt độ nó cũng là một cái dạng sốc nhiệt, nó cũng gây ra một cái dạng sốc nhiệt và nó làm cho con chó mệt mỏi, dù là nó không nguy hiểm tính mạng theo kiểu như là cái trường hợp mà bị nóng, nóng do nắng, nóng do cái chỗ ở, nóng do vận động kia, nhưng mà nó cũng là một cái cũng nguy hiểm và nó không tốt cho cái sức khỏe con chó. Thì hôm nay chia sẻ với mọi người như vậy thôi, về cái sốc nhiệt. Ai mà có cái câu hỏi gì về cái sốc nhiệt thì cũng có thể hỏi ở bên dưới. Còn mình chia sẻ là 7 năm mình nuôi chó và mình nuôi rất nhiều con, số lượng chó nhà mình thì nhiều lắm, mình không nói cái số lượng chó làm gì cả. Nhưng mà chưa bao giờ có một con chó nào của mình nó bị sốc nhiệt cả. Gần đến giới hạn là mình đã xử lý rồi. Thì mọi người lưu ý cái điều ấy, nó cũng không có phải là đáng sợ này kia đâu. Nhưng có một cái là mọi người phải hết sức lưu ý là khi mọi người cho con chó nó vận động, rất nhiều người bị con chó bị sốc nhiệt là bởi vì cho chó đi chơi. Mà mọi người quên mất một điều là chúng ta thì đi giày và chúng ta thì đạp xe, chúng ta mặc quần áo sáng màu. Còn con chó của chúng ta thì nắng nó chiếu vào người nó, chân nó đạp xuống dưới nền bê tông, nền đường nhựa nó vô cùng nóng. Tắt nắng rồi cái mặt đường nó vẫn nóng, chúng ta quên mất cái điều ấy. Thành ra là rất nhiều những cái trường hợp là sốc nhiệt là khi mà cho chó ra ngoài chơi, là cái đấy là chúng ta phải hết sức lưu ý với những cái người mới nuôi. Còn ai mà chạm một lần rồi thì có thể là sẽ không bao giờ chạm vào cái trường hợp như thế nữa, nhưng mà thành ra lại sợ, lại rón rén, lại không dám cho chó ra ngoài chơi. Thì cái đấy mọi người lưu ý là chúng ta chỉ cần để ý duy nhất cái lưỡi của con chó, và khi chúng ta cho con chó ra bên ngoài thì chúng ta phải lưu ý những cái ngày trời nóng bức thì chúng ta phải để ý con chó nhiều hơn, và chúng ta phải đặt cái vị trí mình vào cái vị trí như nó. Chúng ta nếu chúng ta bỏ giày ra, chúng ta đi chân đất như nó, chúng ta mặc bộ đồ đen chúng ta đi, thì cái nóng nó sẽ khủng khiếp như thế nào thì cái con chó nó phải chịu còn nhiều hơn như thế, cái lông của nó còn bắt nắng hơn cái bộ đồ màu đen của chúng ta nữa cơ. Và cái tỏa nhiệt của con chó nó không có cái mồ hôi, tuyến mồ hôi như chúng ta để chúng ta tỏa nhiệt, mà nó chỉ có dùng lưỡi thôi. Một là lưỡi, hai là cái da hở, và ba là cái gang bàn chân, da hở da bụng của nó, và ba là bốn cái gang bàn chân là cái lớp da của nó để nó tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng mà cái trong cái trường hợp mà nếu mà chạy ở trên cái đường nóng ấy, thì cái lớp da tiếp xúc của bên ngoài nó lại chính là cái chỗ mà nó hút cái nóng vào, cái nắng chiếu vào người nó cũng là chỗ hút nắng, và cái việc mà nó bắt nó vận động, nó đi lại, nó vận động theo chúng ta ấy, thì nó
cái việc vận động nó cũng tạo ra thêm nhiệt nữa, cho nên trong trường hợp đấy là nó rất là dễ bị, thì mọi người phải lưu ý cái điều ấy. Thế thôi. Ok, video sau mình sẽ chia sẻ về cái bữa ăn cho con chó. Cái con chó nên cho nó ăn mấy bữa một ngày. Con chó mấy tháng tuổi thì ăn mấy bữa, con chó trưởng thành ăn mấy bữa, thì ở video sau mình sẽ nói, mình sẽ chia sẻ và cái thực tế và những cái kinh nghiệm, những cái này kia về cái việc tại sao mình lại lựa chọn cái bữa ăn như thế cho mọi người, để mọi người tham khảo nhá, chứ không phải là để mọi người phải làm theo thế này thế kia. Cái đấy là để mọi người tham khảo, cũng là để những cái mà để cho nó, cái việc nuôi chó của chúng ta nó đầy đủ, nó nhàn nhất, nó không bị thừa, nó không bị thiếu. Ok, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you.